Thách anh kiếm anh làm vlog có Toàn với Chuyên Dương ấy. Ô này, Toàn với Chuyên Dương là đứa nào ấy nhỉ? Biết không? Không biết. Biết. Biết gì đâu. Có biết gì đâu. Vẫn như mọi ngày thôi, mình thức dậy này, sau đó là tập thể dục. Rồi mình xuất phát di chuyển đến chỗ của T-Team. Mình đi mua nước cho mọi người coi như là để gọi là làm quà, lâu lâu mới gặp nhau đấy. Mình nhớ là Chuyên Dương là ngày xưa thích nước rửa lắm này. Ngày xưa Diễm với mình thích nước rửa lắm. Sau đấy là mình đi tìm mua mấy lon bò húc để tăng cường thể lực cho mấy anh em quay phim kỹ thuật cho nó sung đấy. Rồi còn các chị em, anh em còn lại thì thật ra thì mình cũng không biết là các bạn thích uống gì. Thì thôi mình cứ chọn mấy cái nước dễ uống đấy. Toàn bảo là team đang quay ở công ty cho nên là mình qua công ty thôi. Alo, anh đang ở công ty rồi. Team đang ở đâu đây? Em đang ở công viên Tây Trà. Ôi giời, nào thì lại sang Tây Trà. Alo, anh đang ở công viên Tây Trà ở đây. Team đâu? Bọn em về Gen rồi. Ô, ảo tớ đấy. Hello. Hello. Đi đâu đây? Quay vlog. Hello mọi người. Hôm nay tớ không biết mọi người có bao nhiêu người nên, nhưng mà tớ có mua nước cho mọi người này. Ok. Thôi mọi người cứ quay đi, mọi người cứ quay đi. Hello. Vừa xem rồi. Đây là T-Team nha mọi người. Nói qua cho mọi người biết thì T-Team ấy là một trong những team gọi là ổn định nhất nhì ở trong FVM luôn á. Đó, ở đây thì tất cả các bạn thì mỗi người ở một vị trí đều làm việc rất là hăng say, cống hiến và rất là nhiệt huyết luôn. Mình cực kỳ nể phục các bạn ở T-Team luôn á. Nhìn các bạn quay như thế này thì mình lại nhớ đến cái thời gian mà mình trước đây cũng đã từng ở trong đội sản xuất, cũng đi quay, cũng diễn. Trước mình cũng làm chủ tịch ấy. Mà trước thì mình cũng đã từng diễn cả Chuyên Dương, cũng đã từng diễn với cả Toàn Phan rồi. Đó, có mỗi hai cái bạn phản diện, bạn Dương với bạn Lan thì... các bạn đi làm diễn viên mới mà lúc các bạn đi vào thì lúc ấy mình cũng chưa được gặp gỡ các bạn nhiều, cũng chưa được diễn cùng nhiều, cũng chưa biết như thế nào. Đây đang là dịp cuối năm rồi cho nên là tất cả mọi người đều đang rất là tập trung làm việc, đều đang hăng say để cố gắng hoàn thiện tất cả những tập phim trước Tết để bên mình có thể gửi tới tất cả mọi người những cái tập phim hay nhất. Chưa đây, hỏi nhanh lắm nhanh này. Mua có bồ mấy? 2 3 nhân 3 9 Bao giờ cưới vợ? Bao giờ cưới vợ? Thế bao giờ bạn cưới chồng? Bao giờ mùa đông lại cưới chồng? Thế nhá. Thầy nóng ấy nhá, mùa đông thì nóng ấy nhá. Nhiều khi mình nghĩ là mọi thứ nó đều là do ông trời sắp đặt hết ấy. Chuyên với Toàn giờ để gặp nhau, từ nhìn hai đứa bây giờ đẹp đôi lắm luôn nhá. Còn đây là bạn âm thanh của team này đấy. Hôm trước là có hát trên đám cưới của Tú Linh với Cao đấy. Lạch beat đấy bạn ơi. Còn đây là bạn trợ lý sản xuất của T-Team. Bạn này đang phải rửa bát các bạn ạ. Thật ra là phải rửa đạo cụ thôi. Mọi người có thắc mắc về hai bạn phản diện không? Cùng mình trò chuyện với hai bạn ấy nha. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đang ngồi cùng với cả hai bạn phản diện của T-Team đấy, tranh thủ các bạn ý chưa đến cảnh đấy. Thì chào khán giả đấy, chào khán giả đấy. Chào mọi người. Giới thiệu qua cá nhân. Kính thưa tất cả mọi người, em là tên thật của em là Dương, nhưng mà vì là em trùng tên với cả diễn viên nữ chính của team nên là khi mà lên phim ấy thì tên của em sẽ là Đức. Còn đây là bạn Lan, bạn nữ phản diện. Để nói, này. Anh đang bảo mày giới thiệu thì giới thiệu, anh là mày giới thiệu thêm đi. Xin lỗi. Lại. Tiếp. Diễn. Rồi. Em vẫn còn khá trẻ. Em sinh năm 99. Có một vợ và một con trai. Ok anh, đừng. Sao anh lại có? Sao thế nhỉ? Tao hơn mày bao nhiêu tuổi, tao vẫn chưa có vợ. Bình tĩnh đi anh. Nói chung cái gì đến thì sẽ đến thôi.
Ok. Thôi, ngạch đi, không có chuyện nữa có vợ. Chuyển sang đi anh. Em tên là Lan, em 23 tuổi. Thì hiện tại bây giờ em còn độc thân. Mà em thì ở ngoài rất là hiền lành, dễ thương, vui tính, không có ghê như ở trên phim đâu. Với lại là em rất sợ khi mà nói với Dương, tại vì Dương bằng tuổi em nhưng có vợ con rồi, rén lắm. Làm gì mà sợ? Tại vì nhiều khi cảnh mà mình phải ôm ấp. Nắm tay nắm chân không dén anh. Không có cảnh nào ôm ấp đâu. Không ôm nha. Vợ Dương ơi, không ôm nha, không có cảnh nào ôm ấp. Không ôm hôn, không nắm tay, không có luôn. Không có luôn, không có nha. Đấy. Rồi. Thế thì hai đứa có thể chia sẻ thêm cho khán giả về cái vai phản diện mình thường hay đảm nhận đúng không? Thì những cái cảm nhận rồi những cái đón nhận của các em từ khán giả nữa thì có cái gì đấy để chia sẻ không? Hay là có gì đó, bởi vì theo như anh được biết ấy là rất nhiều những bạn diễn viên đóng vai phản diện ở FM thì gọi là nhiều người là hay bị hiểu nhầm và nghĩ rằng là các bạn ấy xấu thật sự ở ngoài đời. Đấy thì em có một đôi lời chia sẻ với khán giả để khán giả biết rõ hơn mà. Thực ra mà khi mà đảm nhận cái vai diễn viên phản diện ở trong team ấy thì là để mà nói là từ những cái vai mà em đã trải qua ấy thì có đủ hết. Trộm cắp, hiếp dâm, cướp giật, nhưng mà không ôm ấp gì cả. Đúng rồi. Thực sự là em cảm thấy thì là những cái vai diễn này rất là đa dạng. Và có một cái em hơi lấn cấn đấy là thực sự là em làm cũng chưa được hoàn hảo và chưa được tới lắm, đủ các dạng nhân vật ấy. Nhiều những cảnh ôm là em làm chưa tới đấy. Không có. Thì là nói chung là còn về cái sự nhìn nhận của khán giả ấy thì em cảm thấy là đây là cái em xin chia sẻ với khán giả ấy, đây cũng là cái nghề nghiệp của bọn em. Thế nên là thực sự là có thể trên phim thì bọn em bắt buộc là phải vậy, nhưng mà ở ngoài đời thì chưa chắc đâu. Có nghĩa là ngoài đời có ôm, hai đứa có ôm. Không, chắc chắn. Có khoác vai thì khoác thôi. Mình bỏ qua những cái ôm ấp đi nhỉ. Ok, bỏ qua đi. Thôi rồi, cho mày chia sẻ thôi. Em có gì chia sẻ được không? Thì em cũng là một diễn viên mới. Thế nên là cái kinh nghiệm hay là những cái trải nghiệm của em thì chưa có nhiều. Thế á? Đúng rồi. Thế mà diễn viên mới vào phản diện luôn? Đúng rồi. Biết vì sao không? Bởi vì lúc casting mày nhìn mày ghét quá. Anh nhìn mày ngứa mắt. Anh muốn giết luôn, cào luôn ấy. Anh sẽ cho phản diện cho bị ghét, cho dễ luôn đấy. Thật á? Anh thấy em dễ thương à? Thành ra đi, con đàn bà tham vọng. Cứu đi. Đi ra. Anh em đang ngồi chuyện riêng. Nhưng mà hết cái để nói rồi. Vẫn còn nhiều cái để nói mà. Kịch bản đến đây là hết rồi. Thôi đi quay đi, không muộn giờ. Xin chào mọi người ạ. Bye bye mọi người. Bạn ơi, bạn có thể chia sẻ qua về công việc âm thanh của bạn đối với cả tên team không? Thực ra thì công việc về cái âm thanh của mình ấy, thực ra thì nói khó thì cũng khó mà. Để mà nói rằng thì... ấy. Để mà nói rằng thì khó cũng khó mà dễ thì cũng dễ. Anh ảo thật đấy. Khó là cái chỗ là mình xử lý tình huống, dễ cái chỗ là mình chỉ bấm thôi. Thế xử lý tình huống có những cái gì khó không? Chẳng hạn bạn thử ví dụ mà. Ví dụ như có thể là những trường hợp mà kiểu mất mic, mất tiếng chứ. Đấy, có thể là mình sẽ kiểu xin mọi người quay lại. Cũng có thể là xin mọi người là nói lại cái đoạn đó. Thế có bị mọi người chửi mắng không? Có, thì tất nhiên là trong cái công việc chỉ là đúng rồi, làm việc thế bạn cứ vớ vả vớ vẩn làm thế làm tội đúng rồi đoạn. Bắt bịch mỗi cái bậc bắt bịch thôi mà không bắt được. Đúng rồi, buồn lắm. Đấy là những người không hiểu cho bạn thì sẽ nói như thế. Còn tôi là còn sẽ tôi. Khác tôi hiểu bạn được không? Thôi thì thôi, công việc thì mỗi người mỗi khó thôi đúng không? Thì có gì thôi, mình không phải nói nộp phạt thôi là được rồi. Ok. Đây là em Nhung. Em Nhung là gọi là trợ lý sản xuất của T-Team. Đó. Chào em chào khán giả, cho mọi người biết mặt em nào. Chào mọi người. Rồi thì Nhung ơi, Nhung có thể chia sẻ thêm với anh về công việc trợ lý sản xuất của em ấy, thì là có gì khó khăn không, hay là nó dễ không, hay là nó kiểu nó như thế nào đấy, thì em có thể chia sẻ cho khán giả thấy được không?
công việc sở thích của em thì em thấy có một điều là nó to lên không không bắt được. Có một điều là em rửa bát rất là nhiều mọi người ạ. À rửa bát rất nhiều. Ở nhà em không phải làm việc nhà, nhưng mà đi làm sở thích thì em phải làm việc nhà. À, thế là ở nhà em là công chúa. Ở nhà em là công chúa. Không phải công chúa thì em lười. À em lười. Thật sự luôn ý. À, hiện tại bây giờ mình đang đứng cạnh leader của TT. À, em Toàn. Toàn. Toàn đây. Thì hôm nay anh đang làm vlog để cho khán giả xem được là cái công việc hàng ngày của TT và em và chuyên gia như thế nào ấy. Vâng. Thì em có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết về cái công việc hàng ngày của TT mình cũng như là của riêng em ấy. Thì nó có gì thú vị này, có gì khó khăn này. Thôi thì mình nói từng cái trước đi. Thú vị à? Thú vị thì em phải nói sao nhỉ? Các đoạn này nói về cái thú vị khi mà mình đi quay và khi đi làm việc ấy thì mỗi ngày đấy mình sẽ gặp tất cả mọi người trong team mình này, thì mọi người sẽ cùng nhau xách đồ đi quay, đi rất là nhiều nơi để quay. Đấy cũng là một cái thú vị, mình được đi lại hàng ngày mà không phải ngồi yên một chỗ để làm việc ấy, kiểu thế. Tính mình kiểu thích đi lại linh tinh này kia, thì đi xong rồi quay đi mỗi ngày lại một cái vai diễn khác nhau, thì mình lại một trải nghiệm mới khác nhau này kia. Đó. Rồi cũng là một phần để mà mình gửi tới cho khán giả đến những cái thước phim mà hay nhất, ý nghĩa nhất có thể, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thế còn về khó khăn đi, em chia sẻ về khó khăn đi. Khó khăn thì thực ra là cái thời tiết ở Hà Nội thế này thì nó khá là khắc nghiệt mọi người ạ. Thì trời lạnh cái này mà vẫn phải mặc ví dụ là đồ công sở này kia, như anh Kiếm Anh thì rất là ấm nhá, để được mặc đồ kiểu kia. Còn ví dụ như diễn viên chúng mình thì chỉ được mặc cái này thôi. Các bạn nữ thì mặc váy ngắn thế này, xong rồi kiểu cũng lạnh lắm mọi người, khổ lắm, lý hết cả mồm. Còn mùa nóng thì lại nóng với cả nắng chảy mỡ ra mọi người đấy. Mùa nhiễm nhạt người đúng không? Đấy là điều khó khăn mà khi đi quay. Thế thì em có thể chia sẻ thêm về gọi là các bạn ở trong team thì làm việc có thứ mọi người có hòa hợp, có vui vẻ, có vấn đề gì không? Tất nhiên là nó phải có xích mích rồi, nhưng mà team em thì cũng có xích mích, nhưng mà nó sẽ ở cái mức hạn chế, mình sẽ hạn chế hết mức có thể. Nó chỉ làm cho công việc thôi hả? Trong công việc, phạm vi công việc là chúng ta sẽ nhiều khi sẽ phải căng thẳng với nhau một chút để mà công việc nó được trơn tru cả kìa vào kỷ luật hơn. Đấy, còn bình thường thì chẳng có vấn đề gì cả. Vẫn vui vẻ với nhau. Yêu thương vui vẻ đúng không? Thế hôm nay là toàn mời cả team nhân lậu nhỉ? Cuối năm rồi mọi người có tiền. Không, thực ra là ăn liên hoan thì team sẽ cầm kèo đã. Team sẽ có một bữa chúng ta sẽ ngồi với nhau tổng kết. Đấy, mọi người làm chứng nhá. Toàn hôm nay là mời anh à? Mời anh à? Anh đi chứng kiến cũng được. Ok. Đấy. Thôi thì cũng hy vọng chúc em với cả team sẽ phát triển mạnh mẽ, diễn thật hay, để tương lai thành minh tinh đi. Hơi có sai nhưng mà chẳng có ước mơ đúng không mọi người? Thì mình cứ ước mơ thôi, chẳng có gì cả. Quá định thuế đâu đúng không? Đấy nhá. Chúc mừng em. Thế thôi, diễn thế rồi, thế thôi, diễn thế rồi. Mọi người ơi, hãy ủng hộ cho T-Team. Ở trên kênh SMH Team.